thì mà chết đều không mất máu, chỉ đến cái phần đục xương thì bất cứ nơi nào mà đã đục xương thì nó đều mất máu. Mình sẽ cố gắng giới hạn tối đa. Trên thế giới, tỷ lệ song sinh dính nhau là 1/200.000 trẻ sinh sống. Ca phẫu thuật huy động sự tham gia của 93 y bác sĩ, nhân viên y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Đến gần 19 giờ tối 15 tháng 7, ca phẫu thuật tách rời cặp song sinh dính liền kéo dài hơn 13 giờ thành công tốt đẹp.